chào các bạn. Thì hiện tại cái này nó biết bay đó. Biết bay. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh cho nó thông báo của mình. Thì cái này nó chính là cái máy bay của Ray. Nó có biết bay luôn á. Bánh Ray. Đó. Ủa, rồi chưa? Đó. Rồi xong hư luôn cái. Bỏ xuống đi, bỏ xuống đi, cái này nguy hiểm quá. Ừ, anh mượn anh bấm thôi. Ừ, anh mượn anh bấm thôi, rồi. Ừ, anh mượn anh bấm thôi, rồi. Ừ, anh mượn anh bấm thôi, rồi. Đâu? Anh mượn anh bấm thôi. Nhớ, nhớ. Biết rồi. Cái này nguy hiểm quá Rio. Đi tìm nó. Ừ, con Dung. Ừ, nó nguy hiểm quá các bạn. Thôi, cái này ghê quá. Ri nấp ra đời nó có hiểm vào thì rất là nguy hiểm luôn các bạn ơi. Ri gan rồi, Ri dám chơi luôn á hả? Dám chơi luôn á hả? Này còn bấm không á? Nè, dưới tí mà có đuôi dưới này đưa lên nè, bấm cái đuôi lên như nó máy được mà tôi bẻ trên này bấm xuống sao được. Không nội đừng có cố gắng nữa cái này. Đây mà đứa nó bảo hiểm gì chưa? Nguy hiểm quá nội. Nó sợ không hả? Chú ta chạy chạy chạy. Rồi, đứa lên đứa chạy chạy chạy. Bắn 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 bắn. Ồ, đây cao lắm nhiều không? Mày thả cánh không an toàn.